Cả nhà ơi, đây là toàn là rừng thông này, rừng thông nhiều lắm mà vào đây tìm nấm suốt cả ngày không có. Đi tìm nấm không có cả nhà ơi. Cứ nghĩ là có nấm cơ. Cái rừng thông của Đức đây. Nấm ăn được thì không có, toàn nấm độc rồi, nấm ăn được chắc người ta lấy hết rồi. Không có. Ờ là cả nhà ơi, cả nhà có biết cái này là cái gì không? Đây là cái nấm Magon ở Đức này. Đi đến mấy tiếng đồng hồ mới gặp một cái. Úi dồi ôi này. Cái này là Magon à. Cái này người Đức người ta rất là quý nhé các bạn. Đi mãi mới được một cái. À, thấy chưa? Đi vào rừng để tìm mãi được một cái. Ok, đi tiếp tục nha. Đây nữa cả nhà ơi, cái này là cái thứ hai này. Magon ở rừng thông này. Đây. Đúng ra là phải mang dao đi cắt, nhưng mà cái nhổ này. Cái này nó cũng không được non, không được tươi lắm nhưng mà vẫn còn ăn được. Đấy, các bạn thấy chưa, nó hỏng mất một nửa này. Ôi, vai tà khúc gần. Ôi, đây một cái nữa này cả nhà ơi, cái này nó gọi là Style pizza. Cái này cực kỳ đắt ở Đức, đắt lắm nhé. Nó gọi là nấm đá đấy các bạn, nấm đá nhé. Tìm đến nửa ngày mới được một cái. Ok, tiếp tục đi tìm nữa. Nhiều, có những năm đi tìm nhiều lắm nhưng mà năm nay mưa nó ít. Mưa ít và người ta cũng đi tìm hết rồi, nó không có. Nửa ngày mới được một cái đấy cả nhà ơi. Đi tìm cho nó vui đi. Đây, rừng thông bạt ngàn luôn. Rừng thông bạt ngàn mà không có nấm đi tìm mỏi hết ở chân đấy cả nhà ơi. Nhưng mà cũng vui. Có năm đi lấy thì nhiều lắm. Năm nay không có. Ô, con nhện. À, đây có một cái rồi cả nhà ơi, đây có một cái. Đây nha, cái nấm này. Ô, con nhện thì ghét ơi thì ghét đấy. Đây cái này nó hơi bị già rồi nhưng mà cũng được. Ô, kít nọc. Đi xem chỗ ai. À, kít nọc. À, cái con nhện ghét thôi. Con nhện nó chẳng ghét lắm. Rồi. Đây cũng có một cái. À vâng. Thật thịt ao su ai ô đó. A kít nọ. Vẫn còn ăn được nhá, nhưng mà hơi bị già các bạn. Hơi bị già rồi đấy, là cái nấm Mago nè. Đấy xía. Thật thịt con, các bạn biết không, con sen nó ăn này. Con sen nó ăn đấy. Ô, hỏng rồi. Kít nịch. Cái nấm nó có chất mà sen nó thích ăn lắm. Đi tìm thấy được cái nấm là sướng. Nấm 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 ăn được thì không có, toàn nấm dại thì nhiều. Toàn nấm độc. Cả nhà ơi, đây có một cái nhưng mà đa số là bị cũ cả nhà, nó bị già rồi. Đây này, cái con ấy nó ăn này này, cũ về phải phải cắt đi đi. Đấy gọi là cái nấm Magon ở Đức người ta bán đắt thôi rồi nhá, nửa cân cứ bảo nửa cân thì chỉ nó khô chỉ 3,5 lạng thôi mà 4 oigo, 4 oigo mà 1 oigo là 28, 1 oigo là 28.000. 4 oi các bạn nhân lên. Trời ơi đắt lắm. Nhưng mà hội Đức họ thích ăn lắm nhá. Nó là đặc sản đấy của Đức đấy. Đây một cái nữa. Đây này cả nhà
hỏng rồi, không ăn được. Hỏng rồi. Đây một cái nữa nhưng mà nó nhỏ lắm. Đây. Rẻ cà lai nè. Nó cũng hơi hơi cũ rồi, không biết có ăn được không. Đó. Vào đây mà nếu mà đi vào bãi cỏ là nó có cái con chách kèn rất là nguy hiểm các bạn ạ. Nó rút ở dưới da ấy, nó hút máu, có con nó độc á. Ngày xưa mình bị đến cả năm nó có chảy nước vàng mà nó ngứa. Mà nếu mà bị cái con đấy nhá là người ta phải bôi dầu. Bôi dầu xong bắt đầu là nó có cái nhíp của mua của hiệu thuốc ấy, nó bán ấy. Xong rồi gấp nó vặn theo kim đồng hồ. Còn nếu mà cứ giật ấy là cái răng của nó gãy ở trong trong thịt của mình ấy. Ôi, cái răng của nó gãy trong thịt mình á. Nó lâu lắm nó không khỏi, có những con nó độc cơ. Hàng nửa năm á nó vẫn ngứa, vẫn chảy nước vàng ấy, sợ lắm. Nhưng mà nhất là những cái cỏ này này là hay có này. Là những cái nó như cái này này thì là hay có nấm này. Nhà có biết cái nấm này là nấm nấm độc này, nấm đỏ này, độc này. Không ăn được đâu nhá. Nhưng mà rất là đẹp đúng không? Những cái mà nó có cái này này. Nó ẩm ẩm cái này này là hay có nấm lắm này. Nhưng mà năm nay ít hay là dân người ta đi người ta lấy hết rồi. Không có mấy. Cái này nhưng mà nó cũ rồi. Hey! Rừng thông đây mà không có nấm đây cả nhà ơi. Đi mới được có mấy cái thôi. Cũng phải cả nhà nhìn cái này to này mà nó bị hỏng nhá, nó bị già nhá, phí không? Này. Bình thường người ta lấy cái này này, người ta bỏ cái này đi này cũng được. Nhưng mà lấy nấm này đúng ra người ta phải lấy dao người ta cắt. Chứ họ không có nhổ cả gốc như thế đâu nhá. Nhổ gốc thế như thế là sau nó mất giống. Nó còn phải đẻ. Nó đẻ những cái nó già thế là sau nó rụng. Nó lên. Ồ, what's that? Cái tác hình thiền ai nè. Không có à. Đây này, không có người lấy nó mốc nó hỏng ở đây này. Nhà ơi, cả nhà nhìn này, bạt ngàn rừng thông đi mấy tiếng đồng hồ mà được có mấy cái này về này còn phải phải lọc ra nhá, phải chọn. Không được mấy đâu nhá. Đây được có mấy cái bọ. Nhưng mà nếu mà cái này mà dựng lên điêu điêu mà bán cũng được mấy đồng đấy, 4 đồng đấy cả nhà ơi. Ok, thôi bây giờ đi về đây. Cả nhà ơi, cả nhà nhìn nấm này. Đây, mang ôn nè. Ôn đây rất là nhiều nhưng mà không biết là có nó hơi bị già. Đây. Đa. Mang ôn nè. Nem mít. Mà khúc à bơ. Đáng lẽ là phải có con dao cắt. Đi bi xin cho ai à bơ mắc rau bơ su hấu ra. That's who I ate. This who I ate. Oder? That Max zu Hause. Willst du mitnehmen? Ja. Yeah. Oh, Mann. Ich mag zu Hause alles sauber. Nó là hơi bị cũ rồi nhưng mà sau bỏ cái này đi Schnecken. Này. Das waren die Schnecken, die haben yeah, das Schnecken. Guck mal, da ist noch eine. Hier mehr als andere von gestern, ne? Ja. Ja.
Bình thường là phải lấy dao cắt thôi, nhưng mà hôm nay là đi là định là không tìm nấm. Nhưng mà qua đây là dạo này, nhìn thấy đây các bạn ơi, đây rừng thông đây này. Rừng thông. Đồi thông hai mộ. Nhưng mà chỗ nào nó có là nó có liền tù tì luôn đấy. Cả bầy luôn đấy. Chỗ nào không có nó không thấy nữa. Đi vào rừng tìm nấm. Cả nhà ơi, tìm cái nấm này. Nấm này Hội Đức nó quý lắm. Bình thường là nếu mà có mưa ấy là từ tháng 6 nó có cái loại nó gọi là phế linh. Uốn tán magon à. Nếu mà nó không bị mưa nhiều mà không có con sâu nó ăn ấy thì đến tháng 11 vẫn có thể lấy được. Nhưng mà ô, tí giờ gối sợ, à bà ăn nó sụ ait. Muss man gucken, wie da unten aussieht. Das ist Schneckenfass. Schnecke, ja.